Xin chào bạn, là Tú. Thì video này chúng ta sẽ làm tiếp tục cái mẫu game này bạn. Game này có tên là Zoom Trap nè, là cạm bẫy nhảy gì đó. Thì cũng tôi nói đơn giản thôi bạn. Thì bạn nhìn cái màn hình này, có nghĩa là cái chúng ta sẽ có hai cái cục ô vuông hai bên, bạn nó sẽ kẹp lại chúng ta. Nếu chúng ta không kịp nhảy thì chúng ta sẽ bị kẹp chết thua. Đại khái là vậy thôi. Rồi ok ha, mở lên thử. Nhảy ta chạm lên màn hình đó. Khi ta chạm màn hình thì nó nhảy lên thôi bạn. Cũng tôi nói là dễ ha. Đây bạn xem thử, đầu tiên tao chơi thử cho bạn xem á. Thấy chưa, tao không nhảy thì nó hai cái nó kẹp lại thì chúng ta sẽ thua. Tao nhảy lên thì chúng ta sẽ thoát khỏi cái cạm bẫy này, chỉ đơn nhảy thôi. Ok ha. Rồi thì đầu tiên thì chúng ta giờ trong đây xem thử cái này. Cái quốc chúng ta là không có cái nốt move và không có cái nốt di chuyển này, nghĩa là cái cảnh nó không di chuyển, nhân vật chính chúng ta là tự chuyển động mà, tự chuyển động. Thì đại khái bạn sẽ biết là hai cái ô vuông này, như tôi nói hai cái ô vuông hai bên nè, thì tự động nó sẽ kẹp lại. Và nhiệm vụ của chúng ta là cái màu đen, là cái biên bi màu đen là chúng ta sẽ nhảy lên, nhưng mà chúng ta kẹp chúng thì chúng ta sẽ thua. Rồi cũng tương đối là dễ bạn ha. Giờ sao, giờ thì đây lúc đây xem thử. Đầu tiên mà thấy nó liên kết chưa, cái chỗ này nè, hai cái ô vuông này nó liên kết với hai cái gì nè. Thì tôi khi mà cái việc liên kết này các bạn, tôi thấy nó hơi bị thừa. Thừa chỗ nào? Thừa ở chỗ là có nghĩa là cái vuông bự này bạn, khi mà nó chạm với cái nhân vật chính chúng ta thì nó không có tiêu diệt, mà nó phải nhờ hai cái ông này nè, một ông này, hai ông này, nhờ hai ông này là đụng đụng vô cái nhân vật chính chúng ta thì nó mới chết. Nó làm hơi bị dư thừa, cần chia làm gì. Ví dụ như mà đúng ra chúng ta muốn làm á, thì chỉ cần cái ông bự này, ô vuông bự nè, chúng ta chỉnh sửa lại cái hình dáng va chạm của nó. Ví dụ như chỉnh sửa lại hình dáng va chạm nó là cái khúc khúc nào đó, ví dụ khúc này đi đó, vậy là được rồi. Vậy là được rồi, đâu cần phải tạo thêm liên kết chi cho hai cái đối tượng này, chi cho mất công. Liên kết hai đối tượng này mà, đối tượng này là hai đối tượng vô hình ha. Rồi nè, đối tượng này vô hình nhưng mà nó có hình dáng va chạm á, cho nên nó đụng kẻ thù, đụng nhân vật chính chúng ta thì nó sẽ tiêu diệt. Rồi đó, cái chi tiết này của cái mẫu game này tôi thấy nó hơi bị thừa chỗ này. Rồi thì bạn sẽ thấy là nguyên tắc, ví dụ như nhân vật chính chúng ta nó sẽ đi lại gần hai cái ô vuông này với một cái khoảng cách là bao nhiêu cho trước đó, thì hai ô vuông này nó sẽ di chuyển như là bạn, nó sẽ di chuyển đây, nó sẽ kẹp lại đó. Và khi nó kẹp lại thì cái hình dáng va chạm mà nãy tôi nói tôi vẽ thì nó sẽ đụng cái nhân vật chính chúng ta, thì cái viên bi màu đen sẽ thua, là nhân vật chính ta sẽ thua, ví dụ vậy. Ok ha. Rồi giờ ta coi cái cách nó kích hoạt như nào. Thì bắt đầu mình thấy nó lobo, thật ra nó cũng đơn giản thôi. Đầu tiên là bạn sẽ thấy là chúng ta bật ra đi show nè. Rồi đây chính là cái ô vuông nè bạn, ô vuông này. Thì cái vuông này là nó là đối tượng cố định, có va chạm nhưng mà nó không tiêu diệt kẻ thù. Tại sao nó không tiêu diệt mà? Có lộn, sẽ không tiêu diệt nhưng mà chính chúng ta. Tại vì cái mẫu game này nó làm là cái đối tượng này nè, không có tiêu diệt cái nhân vật chính mà là hai cái ông vô hình này nè. Nó hai ông vô hình nè, thấy không? Hai ông vô hình này nó được liên kết với cái đối tượng này nè, thấy cái đường dây liên kết không? Và cái ông vô hình này nè bạn. Còn lít dưới đây bạn thấy nè, nó cũng là đối tượng tỉnh thôi. Và có va chạm và sẽ tiêu diệt character, nghĩa là tiêu diệt nhân vật chính chúng ta. Những nhân vật chính chúng ta mà đụng nó làm, thì tôi thấy chi tiết này hơi thừa ha, tôi không thích cái vụ này. Làm lại cho ông này có hình dáng va chạm luôn, chọn cái ông này nè, chỉnh hình dáng va chạm lại nó, thì khi mà nhồi chúng ta đụng với cái này thì chúng ta thua luôn, cần chi liên kết chi cho mất công. Rồi ok ha. Rồi giờ làm cho cái cách nó chuyển động thì sao ta. Cách chuyển động đó, thì bạn lúc vô đây bạn sẽ thấy là cái ông này đúng không, cái ông này thì nó có sử dụng nốt quéo không? Không, lúc vô đây không có luôn. Đây nè bạn, cái đó cái mới mới đầu tiên thì nó không có chuyển động, cái đầu cái mấy cái sau nó có chuyển động nè, thấy giờ lít vô nè, mình thấy cái nốt quéo không, cái nốt này tương tự như bên thuộc tính nha bạn, tương tự như bên robot 3D chúng ta nha. Thì lít vô đây để thêm nè, thêm cho chúng ta cái thuộc tính là quay up, là thức dậy, nghĩa là nhân vật chính chúng ta mà lại gần những đối tượng này á, thì nó sẽ thức dậy nè. Cái khoảng cách là bao nhiêu bạn, nè cái khoảng cách là 300 pixel á. Rồi còn khi nó đi xa thì không có chuyện gì xảy ra, này là điều chỉnh như khi nó đi xa nó ngủ nó ngưng lại thôi. Rồi khi mà nó lại gần với khoảng cách 300 pixel thì nó sẽ kích hoạt cái hành động gì, hành động này nè, hành động là đi theo trục x bằng trừ 8, x trừ 8 nghĩa là x theo hướng này bạn ha, đuổi x bằng trừ 8 nó. Còn đối tượng bên đây thì nó ngược lại thôi, nó cũng sẽ kích hoạt khi mà lại gần, nó khoảng cách 300 nhưng mà nó di chuyển theo cái hướng là 8, thấy không, x lần 8 nghĩa là di chuyển theo hướng này đó. Nghĩa là đại khái là nhân vật chính ta là cái viên bi nào khi nhảy lên, ví dụ như nhảy lên gần gần ở đây đi, với cái khoảng cách là gần hai cái ông này là 300, thì hai ông này nó sẽ đi theo hướng này đó.
Và khi mà đi theo hướng này mà đụng cái nhân vật chính ta ở giữa thì chúng ta sẽ bị kẹp lại là thua. Ok, hình dung được cái trò chơi ha. Rồi, hình dung được rồi thì sao nữa ta? Cái này thì nó tự động, nó chuyển động như rồi. Rồi, còn cái điều nữa là khi nó di chuyển mà. Khi di chuyển thì nó sẽ, lúc mà nó di chuyển lố nên cái người làm một cái mẫu này nè, tạo ra một cái nốt dùng để dừng, một cái đối tượng dùng để dừng mà. Đối tượng nó chính là cái phần chain term nè. Nghĩa là khi cái ô vuông này nè, nó di chuyển nó đụng với cái ông này. Đây, đụng với cái ông vô hình này nè bạn, thì nó sẽ dừng lại. Đại khái là gì? Rồi, cái ông này là gì bạn? Là cái nốt, cái này là cái nốt tôi mới vừa nói, nốt chain term nè. Thông tin thì bạn lúc vô đây bạn thấy cái phần thuộc tính đó nè, đây nè. Thuộc tính là nếu va chạm với nó mà đối tượng nào va chạm mà nó chính là obsessor, là hai cái như cái này nè, này là obsessor nè, cái tên đó nè bạn, đây, obsessor nè đó. Khi mà cái đối tượng này va chạm với nó, lưu ý ha, effect affected asset nghĩa là đối tượng mà bị ảnh hưởng đó, là đối tượng nào, là đối tượng này bị ảnh hưởng. Rồi khi ảnh hưởng thì nó là thay thế chứ không phải là cộng thêm các bạn ha. Thay thế thì sao bạn, mà nhìn kỹ cái phần vận tốc đó nè, x bằng không, y bằng không, nghĩa là chỉ cần cái đối tượng này đang di chuyển mà đụng cái ông này thì sao bạn, nó sẽ dừng lại. Đụng cái ông này nè thì nó sẽ dừng lại. Ok ha, ông này cũng vậy, nếu đang di chuyển mà đụng cái ông này thì nó sẽ dừng lại. Đụng cái ông này nè bạn, đụng cái ông này nè là sẽ dừng lại. Cái đối tượng này do nó để nó cái hình ảnh là vô hình đó, trong suốt á nên bạn không thấy đâu đó, thì nó sẽ dừng lại. Hai ông này nó sẽ dừng lại vậy thôi. Rồi giờ tiếp theo là cái phần những cái nốt skill nào, phải không? Nốt skill là cái nốt mà vô hình tao nói nãy, bật bật cái chế độ liên kết bạn mới thấy này. Khi nhân vật chính chúng ta mà chậm á, ta nhảy chậm á thì sẽ đụng hai cái hình này, hai cái đối tượng này, hai tượng vô hình, nó tới hai đối tượng vô hình luôn ha. Đây là một hai đó, thì nó sẽ phá destroy doctor, nghĩa là phá hủy nhân vật chính ta. Rồi còn vấn đề nữa là nhân vật chính ta thì điều khiển nhảy sao bạn, rất là đơn giản thôi. Vòng qua cái UI đây nè, là UI đây không, UI đây. Khi bạn lo cái character button này vô rồi, sau đó bạn chỉnh cái xuất xanh, nó là cái chữ zoom là nhảy. Nên khi ta chạm lên thì nhân vật chính ta sẽ nhảy. Vô đây chúng ta sẽ chỉnh cái lực nhảy nhân vật chính ta là nhiêu, thì bạn lướt vô đây này, và chính chúng ta là bạn sẽ chỉnh cái phần lực nhảy á. Các bạn đây là lực nhảy nó rất là nhiều, các bạn 250 nè. Lưu ý là nó có trọng lực các bạn ha. Đây trọng lực là nhiêu ta, trọng lực cũng rất là mạnh bạn, trừ 110, làm cho cái việc mà nó rất là nhanh, trừ 110. Rồi ok ha, nhảy là 150 nè đó. Và đối tượng này khi bạn chạm màn hình thì nó sẽ nhảy lên 150 để tránh hai cái ô vuông màu vàng hai bên này nó kẹp lại vậy thôi. Nếu kẹp lại chúng thì ta sẽ thua. Và trong trò game này nó còn làm thêm cái nữa là cái việc gì mà nó sử dụng cái này nè, nó sử dụng cái đường mát này nữa. Đường mát này là gì bạn, thì tôi đã hướng dẫn bạn phần lý thuyết rồi, là khi nhân vật chính chúng ta mà đụng cái đường mát này á thì sao bạn, thì nó sẽ di chuyển theo cái đường này, cái đường vẽ của chúng ta di chuyển rất là nhanh. Ta có thể là ta siêu ra thêm một cái đường mát khác, thì bạn muốn vẽ cái đường này như thế nào thì cũng được. Mà giả sử như trái banh chúng ta, nhân vật chính chúng ta mà đụng cái đường này đi thì nó sẽ di chuyển theo đúng cái đường mát này với tốc độ rất là nhanh. Cái tốc độ đó ta được quyền tự chỉnh mà, ta chỉnh sao cũng được, tùy chúng ta. Này, ta đã nó hướng dẫn cái phần này rất kỹ trong cái phần lý thuyết các bạn ha, không nhắc lại đâu. Mà lúc này bạn cũng có thể thấy nè, đây là cái bán kính để nó nhân vật chính ta bị hút vào, cái tốc độ chuyển động nhanh hay chậm là tốc độ theo đi theo cái đường mát nhân vật chính ta nè đó. Ok ha. Rồi này là chế độ là lặp lại, chế độ là chỉ làm đúng một lần thôi, không có lặp lại. Đối tượng nào ảnh hưởng thì chúng ta hãy cho character nhân vật chính ta bị ảnh hưởng đó. Thì đó là cái cách mà chúng ta làm thủ công. Còn cái người mà làm ra cái mẫu này do người ta biết lập trình hay sao nên người ta tự làm mà nên nè. Nhưng mà đại khái là cũng có cái hình ảnh cho bạn dễ hiểu, là những cái chấm màu đen nè nè bạn, những cái chấm màu đen này là cái khi mà chúng ta nhảy vô chấm màu đen á thì chúng ta sẽ nhảy lên rất là nhanh. Này tôi chơi thử cho bạn xem nè, ban đầu tôi không biết là cái gì nữa, nhưng mà một hồi tôi tìm hiểu tôi sẽ thấy nè. Bạn thấy cái đường bát không, bát checkpoint là cái điểm này đây. Khi nhân vật chính chúng ta mà nhảy lên đụng cái đường này, đụng cái điểm checkpoint này thì chúng ta sẽ thực hiện bắt đầu cái việc mà chuyển động theo cái đường bát. Đường bát nó như là nhảy lên trên đây hay gì đó, cái đường bát đó. Đây toàn chơi thử game bạn mới biết, thấy chưa? Giờ khi ta nhảy lên một cái thôi mà đụng cái đường bát thì tự động nó sẽ nhảy lên rất là nhanh đó. Ban đầu tôi tưởng là do tôi nhảy mà không có bạn, do tôi nhảy lên trúng cái đường bát á nên nó nhảy lên rất là nhanh, ví dụ vậy nó, thấy chưa? Mà thật ra cái thao tác đó cũng không cần thiết nữa bạn, không cần thiết.
tại vì chúng ta chỉ cần chỉnh cái lực nhảy của thằng này nó mạnh lên để nó tránh được cái hai cái ông hai bên kẹp lại được rồi, ví dụ vậy. Rồi cái trò game này nó có gì, chỉ có vậy thôi bạn, cái cách điều khiển chỉ có vậy thôi. Và tóm lại trò game này nó sử dụng những cái công thức mới, đó là đánh thức hai cái ô vuông hai bên kẹp lại ha, đó là cái điều mới này đầu tiên rồi này, đánh thức hai cái vuông này kẹp lại rồi. Rồi tiếp theo đó là chạm màn hình, thì đối tượng này nhảy thì quá dễ rồi. Cái tiếp theo là hướng dẫn cái đường bát ha, vẽ bằng cái đường bát nè, sử dụng cái nốt này, cái thủ tính này, công cụ này hay gì đó, bát nè. Rồi ta kết thúc vô này đi, rồi chỉ có vậy thôi bạn. Rồi đâu sao ta sẽ tới cái mẫu tiếp theo, mẫu Lockstar này, giống như là chúng ta sẽ xây theo cái dòng đó, nhưng mà khi chúng ta đụng đụng một cái đối tượng là cái điểm số gì đó bạn, thì chúng ta sẽ thay đổi hướng đại khái là vậy. Rồi, tôi kết thúc video này đi. Tôi là Tú, đã nhận các bạn trên trang web là www.fantu.com. Hẹn gặp lại các bạn.